Hope it's a bear. Chào các bạn, chúng ta đã đến. Ta đến với cả game đấu thứ hai diễn ra trên map Overground. Đây là Ruin của top 10 thắng trong game đấu thứ nhất vừa rồi. Ruin là thành viên từ team IM, thưa bạn. Đây là game thủ rớt, game thủ Simple. Hay thì Simple thì đấu không phải thi đấu cho team Azubu nữa rồi. Cô đang thi đấu một mình. Cô là một game thủ có mồ hôi tay, nên là anh ấy phải luôn thường xuyên phải có một cái khăn tay ở ngay bên cạnh. Đấy, hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy con drone đang được đưa sang mỏ của đối phương. Anh em Protoss của ta đang chơi trò gì? Và bây giờ sẽ là Fox, thưa bạn. Vâng, luôn luôn là Fox đặt đầu tiên. Protoss thường là hay đặt Fox vì lý do rất là đơn giản. Fox thì sẽ giúp cho Protoss có thể chơi trò Fox Fatic Pen. Ngoài ra còn anh ấy còn có thể chơi Cardon Rush nữa. Và sau khi Simple phát hiện ra được là đối phương đặt xuống Fox thì anh cũng đặt xuống cho mình cái Swimming Pool ở phía bên nhà của mình luôn. Có thể nói rằng đây là một trong những cái chiến thuật của các game thủ rớt để mà phòng ngự trước cái trò Cardon Rush của Protoss lúc ban đầu. Và chúng ta có thể thấy là anh ấy đang đưa anh ấy đưa thêm một con drone nữa ra mỏ này. Vậy có nghĩa là Simple đang fake ạ. Anh ấy giả vờ cho đối phương thấy là mình ăn mỏ đây, nhưng thực ra đã có một con drone ở vị trí mỏ phía mỏ thứ ba từ nãy giờ rồi. Vâng, xong rồi, như vậy là mỏ 2 của Simple sẽ hoàn thành đối kịp lúc rồi. Bây giờ thì Ruin đã cancel cái Pylon đây. Nhưng mà Simple thì vẫn chưa thèm ăn mỏ luôn. Vâng, hiện nay Ruin đã bắt đầu đặt xuống cho mình cái Nexus ở nhà rồi. Như vậy cả hai game thủ của chúng ta đều có mỏ 2 kịp lúc. Ruin có lẽ bây giờ cũng đang hơi bị giật mình khi mà thấy là đối phương vẫn chưa thèm ăn mỏ luôn. Anh lại chạy vào phía bên trong để đảm bảo là đối phương không có gì đó bất thường. Vâng, đã có rức linh rồi. Con drone đang được đưa về, không biết Simple định đặt luôn mỏ cho mình không? Ngay thì một gate đang đặt xuống cho Ruin. Ngay đưa một con Pop nữa đi để mà đề phòng con Pop kia ở phía trên kia của mình chết đấy ạ. Ngay thì Protoss ta đang ăn hai gà đây rồi. Vâng, hai con Pop. Vâng, chả hiểu sao lại đưa tận hai con Pop ra đây. Một con dụ hai con rước linh kia, con còn lại thì chạy trốn đi chỗ khác. Không biết là có trốn được thật không đây. Này, đây là mỏ thứ hai cho Simple. Simple hiện nay đang có Actuary cùng với cả một cái Spore Counter. Ý đồ Carlos của Ruin hoàn toàn bị đổ bể rồi. Bây giờ chuyện gì sẽ bắt đầu xảy ra đây? Này thì Ruin đã hoàn thành xong được cái gate của mình và anh đặt cho mình Semantic Core. Vâng, ở đây Zerling phát hiện được con Pop lúc nãy rồi. Vâng, con Pop trốn rất kỹ nhưng mà rất tiếc là Zerling thì cũng mũi ra nó rất là thính, nó ngửi ngay ra mùi ngay. Chúng ta mới ở trong game đấu thứ hai thôi, cho nên là bạn Zit cứ an tâm, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian. Nay chúng ta mới là 10 giờ thôi, ta còn đến 3 trận nữa cơ, tức là 3 cặp đấu nữa cơ. SPL thì lúc nào cũng đánh lâu hơn hoàn toàn so với cả SPL. SPL thì tối đa một ngày chỉ có 10 một ngày nó tối đa nó chỉ có 10 trận thôi, nhưng mà GL thì tối đa của nó là tận 15 trận thưa bạn. Hiện nay thì tôi nhìn thấy rằng Ruin đã xuống cho mình cái nhà Stargate rồi, vị trí khá ẩn ở trên cái map này, cho nên là con Overlord sẽ mất rất nhiều thời gian để mới phát hiện ra được cái Stargate này. Vâng, đây rồi, nhìn thấy rồi, Simple phát hiện được nhà Stargate của đối phương rồi. Stargate hiện nay đang là xu thế của các game thủ Protoss trong cái trò một khi mà đã expand rồi, Protoss kiểu gì cũng sẽ đặt xuống Stargate. Stargate thì sẽ giúp cho Protoss của chúng ta có Phoenix hoặc là Oracle. Cả Phoenix và Oracle thì đều có khả năng bay khá nhanh và nó thể giúp cho Protoss control map rất là tốt. Ngoài ra nó còn có để Harass. Ví dụ như Oracle thì nó các bạn biết là cái skin rất bệnh hoạn của nó rồi. Còn Phoenix thì khi mà đã lên đến con số ở tầm 4 đến 6 thì nó sẽ bắt Overlord rất rất nhanh. Có thể nói rằng xu thế hiện nay thì tôi thấy là việc lên Phoenix là nhiều hơn so với cả việc là lên Oracle. Phoenix thì sẽ khiến cho rớt của chúng ta sẽ phải đặt Spore Counter ở cả 3 mỏ. Sau đó là bắt đầu phải lên Hydra để có thể counter lại lại Phoenix hoặc là những cái con unit của không quân của Protoss. Trong khi đó thì sau khi lên khoảng tầm số lượng Phoenix vừa đủ thì Protoss chúng ta sẽ bắt đầu đặt xuống cho mình cái Robotic Fact City cùng với cả nhà Twilight Castle để có thể lên được combo
Blink Stalker Colo. Anh hiện nay anh ấy đang đặt một số lượng lớn rất rất là lớn rồi, một số lượng lượng gate rất là lớn rồi. 4 gate ở đây luôn. Vâng. 6 gate luôn. Úi giời ơi. 6 gate thì tôi thấy là có vẻ hơi quá. Với 6 gate như này thì anh ấy sẽ ốp, anh ấy sẽ warp quân thẳng sang mỏ của đối phương luôn đấy thưa các bạn. Cung đích hiện nay đang làm nhiệm vụ bắt overlord rất là chuẩn rồi. Này Zerg Link đang ở đây. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là thời điểm này mà lên rốt nữa cho game thủ của Ruin có vẻ là không ăn, à cho Simple có vẻ không ăn thua. Anh ấy định lên rốt à? Mắt rốt à? Bây giờ lỡ mà Ruin mà lại lên Voray thì có phải dở không? Vâng, có vẻ thì thấy là Simple capture map rất tốt với việc là bắt liên tục bắt được Pylon và con Pop của Ruin. Ruin này đã hoàn thành xong được 4 gate ở đây rồi, còn 2 gate nữa. Bây giờ anh ấy mới bắt đầu đặt cho mình cái Twilight Castle. Tôi thấy là khá lạ khi mà sau khi hoàn thành xong gate mới bắt đầu đặt Twilight Castle. Vì cái việc này sẽ khiến cho anh ấy có quân đội, tức là có Blink Stalker muộn hơn khi mà có quân đội. Trong đó hiện nay thì lượng drone còn khá ít. Photo của Tan chuẩn bị ăn mỏ 3 thì đã bị đối phương đưa Zerg Link ra và bắt được khá nhiều Sentry ở đây rồi. Mà ship con là được đưa ra. Có vẻ con Zilot này sẽ không chịu được lâu nữa. Vâng, phóc phim vỡ rồi. Ngay tức là mấy con Sentry bỏ mạng luôn, và ngay cả Zilot thì cũng chết luôn nữa. Photo của ta đang phải warp lại Sentry và Zilot cùng ở cho mình ở phía bên trong mỏ 2. Rồi rất nhiều rốt đang được đưa sang đây. Vâng, đây tổng cộng đang là 6 con rốt đang được đưa sang đây rồi. Như vậy là Simple sẽ tấn với lợi thế có 3 mỏ, anh sẽ đẩy hết toàn bộ quân đội của mình sang bên mỏ đối phương. Giờ Linh lao vào đây rồi, đang lao đây rồi, bắt được Zilot rồi. Fog Fill rồi, như vậy sẽ kẹt mất 2 con Zilot ở phía ngoài. Nepoton ở trái đang bật lên, Rốt đang được đang bị phong đích nhấc lên để xử lý ở phía trên không. Bên dưới thì Rốt đang phải đối đầu với cả Sentry. Vâng, rất khá nhiều Sentry Fog Fill này khá nguy hiểm. Nepoton ở trái vẫn bắn rất nhiệt tình thưa các bạn. Này, ui dưới mỏ 3 đặt xuống nhưng có vẻ không ổn rồi. Và Zerg Link và Rốt đang có mặt ở đây. Nhưng con đội của Protoss cũng khá đông, nên tôi nghĩ chắc là Protoss sẽ phải có thể không được pha tấn công lần này thôi, không có gì khó khăn cả. Có thể thấy là Zerg Link mặc dù được hit and run, à không phải mà hit run mà là micro khá tốt, nhưng mà vẫn không thể nào có thể phá được cái mỏ thứ 3 này của Protoss. Hiện nay thì tôi nhìn thấy rằng nhà Heraldic đen này đặt xuống rồi. Và Protoss của ta sau khi hoàn thành trong nâng cấp cộng 1 tấn công, anh ấy bắt đầu nâng cấp cộng 2 tấn công cho mình và nâng cấp Blink Stalker. Sau đó bên cạnh đó anh đặt thêm cho mình nhà Robotic và Fact City nữa. Như vậy anh ấy sẽ chơi 3 mỏ cùng với cả Blink Stalker Colo chăng? Hay là chỉ định lên lên để mà có Warpism thôi? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Sau khi Blink Stalker hoàn thành xong thì Ruin sẽ làm gì? Tôi nghĩ khả năng lại giống như ở game đấu trước là anh ấy sẽ put thẳng quân đội sang luôn đấy. Trong game đấu thứ nhất vừa rồi thì anh ấy đã rất thành công với việc là sử dụng Blink Stalker cùng với cả Sentry như vậy. Tuy nhiên map đấu lần này thì tôi nghĩ có vẻ không dễ dàng như vậy nữa, tại vì là map trước thì nó có rất nhiều vị trí để mà đi quân, còn map này thì nó không có nhiều cho lắm. Và chưa kể là bao nhiêu pylon của Ruin đều bị Simple phát hiện ra từ rất sớm. Nay thì ở phía bên này thì Ruin đã hoàn thành xong được mỏ 3 rồi, và anh ấy bắt đầu đưa Pop ra, tổng cộng là 14 con Pop được đưa ra ở vị trí mỏ thứ 3 này để khai thác luôn. Quân đội của Zerg thì hiện nay đang bắt đầu tập trung combo Rốt Hydra đứng ở vị trí giữa map rồi. Hiện nay thì Ruin lại đang lên Immortal thưa bạn, với cái việc lên Immortal có vẻ tôi sợ rằng nó không ăn thua khi mà quân đội của đối phương Simple thì lại đang chơi combo Zerg Link Rốt Hydra. Vâng, đây là Fog Fill rồi. Hiện nay thì những con Zerg Link mà nó đi qua được thì nó đang bị xử lý. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là hiện nay Proton của ta không có bất kỳ một unit nào counter lại được Rốt Hydra cả. Rốt Hydra như này thì phải có Colo thưa bạn thì mới có thể xử lý được cả Hydra cả Rốt ở vị trí phía trên. Blink Stalker chỉ có thể từ xử lý một trong hai, đó là một là Rốt mà hai là Hydra mà thôi, chứ không thể là xử lý được cả hai con được. Hiện nay thì combo này đang bắt đầu đi lên rồi. Immortal, vâng, Immortal bây giờ chỉ mong bắt Fog Fill được mấy con Rốt thôi. Tại vì Immortal chỉ bắn rốt đau thôi, chứ còn nếu mà Immortal mà bị Hydra bắn thì coi như là xác định luôn. Tại vì Hydra có khả năng tấn công là cái tốc độ bắn nhổ xương rất nhanh thưa các bạn. Hiện nay thì quân đội của Simple đang ngồi đập đá ở vị trí phía sau này. Các bạn có thể thấy là hiện nay thì quân đội của Protoss đang có hai con Immortal ở đây rồi. Anh ấy đặt thêm khá nhiều Canon ở đây để hỗ trợ cho việc phòng ngự của mình nữa. Anh ấy chắc chắn cũng biết là đối phương đang quá mạnh rồi. Ngay thì ở đây là ở cái vị trí mỏ 3 đã bắt đầu tiến hành khai thác ga rồi. Quân đội của Zerg đang được chia ra ở hai hướng sẽ tấn công và tử ca. Hai hướng như này sẽ rất khó khăn cho Protoss trong việc là phòng ngự. Anh ấy mặc dù đã có thêm Canon ở kia nhưng tôi nghĩ là cũng khá khó khăn đây.
khi mà Immortal, vâng, với việc có Immortal này rất khó khăn trong việc về phòng ngự cái combo Road Hydra. Vâng, bắt đầu lao lên rồi, lao lên rồi. Hiện nay Dương Linh đang lao lên trước để có thể là xử lý được mấy cái con mấy cái Canon này. Vâng, thêm mất Canon rồi, mất Canon rồi. Quân đội của Dương hiện nay đang bắt đầu chia quân khá đẹp, đang bọc lấy quân đội của Proton. Proton đã phóc phiêu rất nhiều rồi, đang phóc vào warp thêm quân ra nhưng có vẻ không ổn rồi. Hiện nay thì Road hình như đã sắp sửa hết nhưng mà vấn đề là ở chỗ Hydra. Hydra vẫn còn khá nhiều, Hydra xử lý Immortal rất nhanh thưa bạn. Sau khi xử lý xong Immortal thì bắt đầu Road lao lên là vừa. Hiện nay Dương Linh đang được đẩy lên, vâng, Dương Linh đã bắt đầu nhảy lên và áp sát ngay lập tức được những cái con Stalker kia. Vâng, ngay cả Immortal cũng đang bị cắn rồi. Quân đội của Zerg đang chia ra, vâng, một nửa thì không, đã rút trở về phía sau rồi. Định tấn công cả mỏ 2 và cả mỏ 3 nhưng mà Zerg có vẻ cũng khá tinh quái khi rút quân của mình trở về, sau đó bắt tổng tấn công vào vị trí mỏ 2 này. Quân đội của Zerg thì đang ở tận phía bên ngoài, hiện nay không có bất kỳ con Colo nào được mua ra cho game thủ Ruin của chúng ta cả. Không có Colo thì anh ấy sẽ chịu cực kỳ nhiều khó khăn trong việc là đối đầu với cả Hydra như này. Quân đội của Hydra hiện nay thì đang reinforc lên, vâng, thêm cả Rốt rồi. Rốt, Zerg Linh đại đều đang đưa lên rồi. Hydra hiện nay thì có vẻ bị xử lý gần hết rồi, tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là Stalker. Rốt đang được đẩy lên, thêm cả Dương Linh đang được đẩy lên nữa. Blink Stalker đến mà gặp với cả Speedlink và Hydra thì đang rất rách việc ở cái vị trí trên này. Tôi vẫn không nhìn thấy bất kỳ một cái nhà robotic bay nào của Ruin hiện nay. Anh ấy đang rất lý cố việc sử dụng Stalker Blink để đối đầu với cả nhà Rốt Hydra. Vâng, sẽ không thể nào hiệu quả được. Các bạn không thể nào hiệu quả được nếu không có Colo ở đây. Bắt buộc phải có Colo. Colo Blink là đối chọi của Rốt Hydra. Nếu bây giờ không có Colo Blink thì không có cách nào cho Ruin của chúng ta để có thể là đẩy lùi những pha tấn công tiếp theo được. Nay thì Ruin cũng đã mất khá nhiều quân đội rồi. Giờ hiện nay đã bắt đầu tích quân, anh ấy đã có 84 army supply rồi. Hiện nay đang gấp đôi so với cả đối phương rồi. Quân đội anh lại bắt đầu đi lên rồi. Hiện nay Zealot đã lao lên, tuy nhiên vấn đề nằm chỗ Zealot thì vâng, Zealot mặc dù cứng đến mấy nhưng mà gặp đàn Hydra kia nó focus fire cũng ăn hành thôi. Immortal đang được mua ra nhưng tôi thấy rằng Immortal mua ra khá chậm. Vâng, chưa kể Immortal lại còn phải tiếp cận quân đội của đối phương thì mới có thể là tấn công được. Hydra có tầm bắn ngang với Immortal, Hydra có thể bắn đến Immortal được. Nhưng vì đó Colo, nếu như có một con Colo thôi thì thế trận sẽ thay đổi hoàn toàn luôn thưa bạn. Colo có tầm bắn hình như là 7 thì sao ấy, hình như vừa ra đã 7 rồi. Kiểu gì thì nó vẫn có tầm bắn xa hơn so với cả Hydra. Nhưng mà chúng ta coi thấy quân đội của Stalker đang bắt đầu blink ra phía sau nhưng có vẻ không ăn thua khi mà Zealot chưa kịp áp sát được, đàn Rốt đã bị xử lý xong rồi. Hiện nay quân đội của Hydra đã bắt đầu chia quân ra khá đẹp rồi, bắt đầu bọc lấy quân đội của Protoss. Protoss mặc dù có blink Stalker nhưng có vẻ không ăn thua khi mà lực khả năng phòng ngự của Stalker không mạnh, không hề khỏe một chút nào cả. Quân đội của Protoss đang phải dùng Immortal, vâng, để chắn chấm cổng ạ. Không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi thưa bạn, đường đã mất nhà Samantico rồi, như vậy có nghĩa là Proto không thể warp thêm bất kỳ một Sentry và con Stalker nào được nữa. Quân đội của Proto hiện nay chỉ còn có 3 con Stalker đây, vâng, 4-3 con Stalker thôi, vâng, đã phải gọi GG rồi khi mà lực lượng Reinforce của Simple sang nơi. Như vậy tỷ số của chúng ta đã là 1 đều rồi, vâng, chúc mừng Simple của chúng ta.